Các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một bài khá là hay trong JavaScript, đấy là scope. Cái này mới với những người mới học lập trình thì có vẻ khó hiểu, nhưng mà hôm nay mình sẽ cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất cho các bạn. Thì scope nó là cái gì? Scope nó là phạm vi hoạt động của một biến. Thì ở đây chúng ta có global scope và local scope. Thì khi một cái biến mà nằm trong global scope thì có nghĩa là nó không nằm trong một cái hàm nào cả. Mỗi hàm được khi mà được chạy thì nó tạo ra một cái scope. Được chưa? Scope là một cái phạm vi hoạt động ở đấy. Thì những cái biến mà được khai báo ở bên trong cái hàm đấy thì nó là thuộc scope của hàm đấy, hay gọi là local scope. Và chỉ khi các bạn khai báo bên ngoài như này, ví dụ A1 thì A này là nằm global scope. Yeah. Nhưng khi các bạn khai báo một cái hàm random nào đấy và bạn trả về gì? Bạn khai báo một biến B nằm trong này. Được chưa? Sau đây các bạn log B ra. Thì cái thằng B này này, nó nằm trong cái local scope của hàm random này, khi hàm này thực thi, được chưa? Khi mình chạy hàm random thì nó sẽ tạo ra một scope và B nằm trong scope đấy. Scope các bạn có thể hình dung nó như kiểu này. Ví dụ global scope các bạn có thể coi là global tiếng Anh nghĩa gì? Là một cái gì đấy nó mang tính toàn cầu, được chưa? Local nó là một cái gì mang tính địa phương. Thì giải thích như thế thì cũng có vẻ khó hiểu. Thì các bạn hiểu là global là một cái gì đấy nó rất là rộng nhá, và local là một phần bên trong của nó. Ví dụ như là các bạn coi thế giới là global thì Việt Nam là một cái local trong này, kia chưa? Nhưng các bạn coi thế giới là global scope thì Việt Nam là local scope, kiểu như thế. Thì khi các bạn nhớ mấy cái trong đầu như này, nhất là gì? Khi mà một cái hàm, kia chưa? When a function is executed thì nó tạo ra một cái scope mới, đúng không? Được chưa? Đấy, scope đấy nó có giới hạn. Giới hạn là trong function đấy thôi. Thì B này nằm trong giới hạn của cái function random này khi mà nó được thực thi, tại vì B được khai báo trong đấy. Còn A này thì là gì? Nằm ngoài cái scope của function đấy, giờ nằm ở global scope. Thì cái hàm này, giờ đây là mình vẽ ra này, thì nó kiểu như này. Đây là cái global scope thì A được khai báo ở đâu đấy nằm quanh đây. Còn đây là cái local scope của hàm random, và B nó được nằm trong cái hình ellipse màu xanh này. Đấy, thì thử console log B ra nhá. Thế này. Rồi, bây giờ ở đây đồng thời mình thử log luôn thằng A ra xem có được không. Thì ra một, đấy là đúng giá trị của A lúc này, đúng không? Thì có nghĩa là gì? Các bạn có thể truy xuất được vào cái biến nằm ở global scope bên trong cái gì đây? Bên trong một cái local scope nào đấy. Thì ra. Vì sao thế? Thì ngôn ngữ lập trình JavaScript này nó như thế, được chưa? Nhưng mà ngược lại thì các bạn không thể truy cập được cái biến B này ở ngoài cái scope của nó. Ví dụ như mình ở đây là gì? Log B ở đây. Nó ngay lập tức sẽ báo lỗi ngay khi các bạn chạy. Tại vì làm sao? B chưa được khai báo ở cái scope này. Nhưng nếu các bạn khai báo B ở đây thằng 2 thì các bạn log B ra điểm sao? Nó là 2. Mình xóa lại đi nhá, chạy thì log B rồi là 2, được chưa? Nhưng mà bên trong này thì làm sao, B của cái scope này nó lại là một cái số random ở đây, được chưa? Đấy, tức là các bạn có thể đặt cùng chung một tên biến, nhưng mà miễn là nó nằm ở các cái scope khác nhau, được chưa? Nhớ là gì, local scope có thể truy cập được vào biến nằm ở global scope, nhưng ngược lại global scope không thể truy cập được biến nằm ở trong local scope. Ngoài ra thì các bạn có thể thay đổi luôn gì cho a bằng 3 ở đây. Các bạn thay đổi một biến ở global scope ở trong local scope. Đấy. Tức là nó đọc được và nó có thể viết được, tức là gì? Thay thế được. Đấy. A bây giờ bằng 3 đúng không? Và các bạn chạy random xong, các bạn log A ở ngoài
thì A lúc này cũng là bằng 3, tại vì làm sao? Thứ tự thực hiện là gì? Khai báo A bằng 1, B bằng 2. Chạy dòng 16 thì tức là gì? Dòng 9 sẽ được chạy, dòng 10 sẽ được chạy, dòng 11 sẽ được chạy, sau đấy dòng 17 được chạy. Đấy là thứ tự thực hiện. Thấy chưa? Thì lúc này A đã bị thay đổi, A biến thành 3 rồi. Thì bây giờ khi chạy cái này nó sẽ ra 3. Thấy chưa? Đấy. Thế bây giờ người ta có một cái quy tắc, đấy là không nên để một cái phạm vi hoạt động của biến to quá, tức là giữ cho nó tối thiểu. Vì sao thế? Thì đại loại là mình lấy một cái ví dụ như này. Cái hàm random này có thể truy cập được vào cái biến a bằng cái biến a này có thể thay đổi nó, đúng không? Bây giờ mình làm một cái hàm khác, được chưa? Ví dụ như là cái hàm cái hàm gì? Do something này, chưa? Hàm này cũng thay đổi a. A cho a bằng 5. Và đây mình gọi random và do something, chưa? Do something. Thì lúc này log a ra thì chúng ta sẽ biết ngay là a bằng 5, đúng không? Tại vì làm sao? Cái hàm random được gọi trước thay đổi a thành 3, hàm do something thay đổi a thành 5. Nhưng ngược lại, nếu các bạn gọi do something trước và gọi random sau thì lúc đấy là gì? A nó lại bằng 3. Thì giả sử cái ứng dụng của bạn là lớn, nó có vài nghìn dòng thì các bạn không thể giữ một file như này được, các bạn chia nhỏ thành nhiều file khác nhau, đúng không? Xong rồi mỗi file đấy lại truy cập vào một cái biến nằm ở file khác nữa thì nó sẽ rất là khó để biết là ai là cái người thay đổi cái biến đấy, hàm nào là cái hàm thay đổi cái biến đấy, thấy chưa? Giả sử như là các bạn có bí thư và lớp trưởng đều nắm giữ một quỹ, đúng không? Đến cuối năm làm sao thì quỹ đấy tự nhiên bị hao hụt thì không biết ai là thủ phạm. Thì để một lần ra được dấu vết thì chúng ta sẽ phải xem lại cái lịch sử chi tiêu của cả hai người, lúc đấy rất khó. Nhưng nếu mà chỉ có một người nắm giữ cái quỹ đấy và đến cuối năm nó hao hụt thì biết ngay là thủ phạm là cái người đấy, và chỉ việc là lần ra rất là dễ, thấy chưa? Trong lập trình nó cũng thế. Người ta cố gắng hạn chế cái scope của một cái biến này, được chưa? Thì bằng cách là gì? Các bạn muốn thay đổi cái biến này thì các bạn chỉ việc là truyền vào đây một cái biến x nào đấy, thay đổi x bằng 3 chẳng hạn, đúng không? Người ta thường rất là ít khi người ta tránh thay đổi cái biến đầu vào, được chưa? Người ta chỉ tính toán đầu vào và cho ra đầu ra thôi, chứ cái trường hợp thay đổi đầu vào rất là ít. Thì giả sử cái biến này cái hàm này nó làm một cái việc gì đấy, được chưa? Nó biến đổi x và nó trả về một cái giá trị y nào đấy, thì nó giả sử như này, nó trả về x b nhân x chẳng hạn, được chưa? Nó tạo ra một số ngẫu nhiên và nó nhân với x nó trả về. Thì nếu các bạn muốn thay đổi cái biến a này này một cách dễ hiểu nhất thì thường người ta làm là gì? Random, xong rồi truyền cái biến a vào, được chưa? Nhưng mà không thay đổi a, và ở đây người ta cho a bằng random a, tức là gì? Bằng cái đầu ra của nó, được chưa? Nhưng mà thực chất là nên gì? Tạo ra một cái biến x mới hay là y gì đấy, tùy thì mọi người tùy đặt tên, được chưa? Là sao dễ hiểu được. Thì nói chung là trong lập trình tránh thay đổi, thứ nhất là tránh thay đổi cái đầu vào này, được chưa? Mà chúng ta biến đổi để ra một cái đầu ra khác, nó không ảnh hưởng đến cái đầu vào. Thì như thế code của chúng ta sẽ dễ mà tìm ra lỗi hơn nếu mà có lỗi, được chưa? Đấy, thì hôm nay mình giải thích cái global scope với local scope là gì, và sau đấy là cách mà chúng ta làm sao một cái cách để mà viết code, một cái quy tắc trong lúc viết code để làm sao mà tránh bị lỗi mà khó tránh bị lỗi khó dò ra, được chưa? Đấy, thì hy vọng bài này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái scope là gì. Chào bạn.